tương gia đồ thị này. Đấy, rồi thì đồ thị hàm số nhé. Thì mình kết hợp luôn cả hai bạn này vào với nhau. A đó là đồ thị của hàm số. Đồ thị hàm số thì mình ôn lại thôi mà. Thì có ba cái đồ thị hàm số mà các em cần phải lưu ý. Đó là đồ thị của hàm số bậc 3, hàm số bậc 4 trùng phương và hàm bậc nhất sinh bậc nhất. Thế thì em có nốt ruồi đầu tiên. Đó là đồ thị hàm số bậc 3 nhé. Đồ thị hàm số bậc 3. Thì đồ thị hàm số bậc 3 thì nhìn hình của nó là hình con giun đấy. Thế thì hàm số bậc 3 của em có dạng là y bằng ax sinh bậc 3 cộng bx gì? Bình này cộng c x cộng d em nhé. Thế thì ở đây a mấy nó phải khác gì em? Khác không? Thì nó mới là bậc 3. Còn nếu mà a bằng 0 thì nó thành chuyển xuống còn bậc 2, bậc nhất và bậc không đó nhé. A phải khác không? Thế thì từ đây ta có đạo hàm y phải bằng này 3 ax xì bình phương này cộng với 2 bx cộng với c. Đây là đạo hàm của nó. Thế thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là y phải bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt. Trường hợp thứ hai là y phải mà luôn sorry, thằng này nó phải bằng 0, có hai nghiệm phân biệt. Bạn này là bằng 0 là vô nghiệm. Hoặc là gì? Nghiệm khép. Đấy, thì điều này có nghĩa là delta của em, hoặc là delta phải cũng được nha em nha, delta của em là nó lớn hơn hẳn không. Ừ, có nghĩa là chỗ này delta của em là nhỏ hơn bằng không đấy. Thì nó sẽ tách ra làm bốn trường hợp, tách ra bốn trường hợp nhé. Thì cái trường hợp đầu tiên đó là a nó lớn không, a lớn không. Trường hợp thứ hai là a của em mà nó nhỏ hơn không, nhỏ hơn bằng không. À, xét a rồi bây giờ xét delta. Delta của em lớn không, có hai cực trị. Đấy, delta của em mà nó nhỏ hơn bằng không thì không có cực trị nào nha. Thế thì hình dáng đồ thị của nó này, do a lớn không đen mà nó lớn không nên là có hai cực trị và cái đồ thị nó ẩn toàn ngoặt đi lên. Đấy, thế thì em sẽ vẽ hai cực trị và em vẽ cái dáng đồ thị nó đi lên như này. Thế thì a nhỏ hơn không thì anh vẽ dáng đồ thị của nó hoàn toàn là ngoặt như thế nhưng mà trút xuống. Ở đây không có cực trị nào mà a lớn không thì nó luôn luôn cùng dấu hệ số a thì luôn luôn lớn bằng bằng không mà, và bằng không thể hòa điểm, như vậy là luôn đồng biến nhé. Đồng biến thì nó chỉ đi lên như này thôi. Đấy, nó hơi cong một tí ở giữa nhé. Đấy, cong một tí ở giữa này người ta gọi là điểm gì, điểm uốn các bạn. Đạo hàm hai lần thì ra điểm uốn đó. Tương tự thế mà a nhỏ bằng không, a nhỏ hẳn không, sorry, không có bằng, nhỏ hẳn nha. Đấy. Thì ta có là đồ thị của em là lao xuống không nha. Đấy, nó chỉ hơi cong ở giữa này thôi, hơi cong ở giữa này thôi. Đấy. Thì chấm nút ruồi ở đây thì đây là điểm uốn nhé, điểm uốn mà cái chỗ của nó, cái đồ thị nó vặn quay sang cái dạng khác. Em mình dung ra như đây là một cái móc câu nhé, đấy, móc nó vào đây này, thấy chưa? Nhưng mà đang móc theo cái chiều là từ lên lên trên ngoặt xuống dưới này đúng không? Thì nhưng mà từ cái điểm uốn này này, từ lên dưới bên dưới ngoặt lên trên. Đấy, đây này, đang cong lên như này dừng lại, thấy chưa? Cong ngược lại sang bên này. Đấy, chỗ này gọi là điểm uốn nối éo ấy. Ok, thì nó có bốn cái dạng đồ thị như thế. Đấy là đồ thị hàm số 3. Nhanh nhé em nhé, cái này nhanh lắm. Nốt rồi tiếp theo đó là đồ thị của hàm số 4. Đồ thị hàm số bậc 4 nhé, mình viết tắt đi. Đồ thị hàm số bậc 4 nhé. Trùng phương. Nhớ là chỉ trùng phương thôi. Những cái khác người ta không thi đâu. Đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương nó có dạng là y bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng với c mà ngoặc ra là a phải khác không, mà không nó chui tọt về bậc 2.
Thế thì đạo hàm của nó là y phải này, bằng đạo hàm mặt này đi là bằng 4ax gì ngũ 3 cộng với cả 2b x gì. Thế thì người ta cho y phải bằng không nhé. Đấy, thì nó sẽ xảy ra được là có hai trường hợp thôi, xảy ra hai trường hợp đấy, nó chắc chắn có cực trị là bằng x bằng không. Thế thì xảy ra hai trường hợp, nó là có một nghiệm đấy, hoặc là có ba nghiệm tương với ở một cực trị hoặc là ba cực trị em nhé. Thế thì cái trường hợp mà ba nghiệm này thì là AB trái dấu này, là A nhân với B nhỏ hơn không. Còn trường hợp này là A nhân B là lớn hơn bằng không nhé. Y phải bằng không, có một nghiệm thì A nhân B lớn bằng không, có ba nghiệm phân biệt thì là AB trái dấu. Đấy, thì mình cũng có xét các trường hợp là A lớn hơn không. Đấy, đồ thị là ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, A nhỏ hơn không, đấy, úp mặt xuống gối vô đối là ta. Ở đây là ta có là AB cùng dấu, A thôi AB trái dấu trước đi, A nhân B nhỏ hơn không, đấy, AB cùng dấu là A nhân B lớn hơn bằng không. Đấy, thì hình dáng đồ thị nó đây, A lớn không có ba cực trị, cái hàm của chúng ta hay gọi là hàm ngồi đấy, bởi vì nhìn nó giống cái gì em nhỉ, nó giống cái bông ạ. Đấy, đây là A lớn hơn không đấy, có ba cực trị rồi. Thế thì nếu như ngày xưa thì người ta có hai cái điểm bốn ở hai bên này em ạ, bốn béo ngày xưa phải vẽ thôi, nhưng mà bây giờ thì em phải vẽ đấy. Mặt này cũng thế này, nhưng mà úp mặt xuống dưới nhé, bởi vì A nhỏ hơn còn ở đây là chỉ có một cực trị thôi. Đúng. Ok, bây giờ úp mặt xuống dưới chứ. Thế thì em nhìn thấy là cái đồ thị của hàm số bậc 4 trùng phương ấy, thì nó có hai cái đồ thị này, nó giống như hai hình gì em, hai hình parabol này nhé. Thế thì có một cái tính chất rất hay ho, thế nhưng mà mình cũng không sử dụng đến mấy, đó là nhờ cái hình đồ thị của những cái hàm số mà nó chẵn thì nó có xu hướng nó giống nhau, những hình đồ thị của cái hàm số bậc lẻ thì có xu hướng giống nhau nhé. Đấy, nó có cái hay đấy, hàm số bậc bậc 5 đấy thì nó cũng có đồ thị giống như này đấy nhé. Đấy, hàm số bậc 4 thì đấy đồ thị giống hàm số bậc 2 có đây này. Tất nhiên nó sẽ có những cái đồ thị khác nhé. Được rồi, tiếp theo nước rồi số 3, đó là đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc thì đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất ấy, thì em có dạng này là y bằng ax cộng b trên cx cộng d. Đấy, ad trừ đi bc để khác không em nhé. Tại sao phải khác không? Nguyên nhân là như thế này này. Nếu như mà bạn này bằng không ấy, thì điều này có nghĩa là đây, đạo hàm nha, y phải này bằng này. Đạo hàm của hàm số bậc nhất, đạo hàm rất là nhanh. Em chỉ cần lấy chéo xuống trừ y chéo lên thôi. Đây này, A nhân với AD trừ C nhân với B này thôi. Nha, AD trừ CB. Thì mình có thể ghi định thức này này. Đấy, là AB này. Đó, CD như này nhá, trên CX cộng D tất cả bình. Đó, thì là bằng kéo xuống là AD này thì cho lên là BC em nhá, hay là CB cũng được, trên CX cộng D tất cả bình.
Đây là đồ thị hàm số bậc nhất. Thế thì nếu như mà cái trên trên cái tử này này, em ơi, trên cái tử này là bằng không nhé, thì cả cái chỗ này là bằng không. Cả chỗ này bằng không thì nó luôn là hàng số rồi. Thì đây có phải là bậc nhất ở đâu? Đấy, cả chỗ này bằng không thì có phải là y phải luôn bằng không không? Mà y phải luôn bằng không với mọi x thì có nghĩa là gì? Hàm hàng nhá, nhé. Đấy, là hàm hàng thì đâu có phải là bậc nhất trên bậc nhất được. Có hiểu không? Đấy, cho nên là tại sao có điều kiện này, nguyên nhân là đạo hàm của nó là nó phải không. Không có dấu bằng ở đây nhé em nhé. Đấy, hiểu cái chỗ này không? Thế nên là em sẽ thấy được là cái đồ thị của hàm số bậc nhất này khi mà đạo hàm không bao giờ có là y phải lớn bằng hoặc là y phải nhỏ bằng, mà chỉ lớn hơn hẳn, chỉ nhỏ hơn hẳn thôi. Thế thì em sẽ có hai trường hợp ra là y phải mà lớn không. Đấy, hoặc là y phải nhỏ không thôi. Lớn không đồng biến, nhỏ không biến lắm nha. Rồi. Và ở cái đồ thị hàm số bậc nhất này ấy, thì nó quan trọng nhất không phải là đồng biến nghịch biến em ạ, mà quan trọng nhất nó là tiệm cận. Thế thì em ghi tiếp theo đó là tiệm cận đứng. Đây là tiệm cận ngang. Em ơi, tiệm cận đứng thì là cái nghiệm ở dưới mẫu ấy, đó x bằng trừ d trên c. Tiệm cận ngang là cái hệ số đứng trước thằng x này nè. Khi x tiến tới vô cùng thì nó là bằng a trên c em nhé, y bằng a trên c. Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang. Thì từ hai cái này nhá thì gần như là suy ra hết tất cả các cái đồ thị của hàm số bậc nhất thì bậc nhất. Ừ. Riêng thằng hàm số bậc nhất thì mình phải để xét cái tiệm cận trước em nhé. Sau đó là xét đồng biến nghịch biến sau. Thế thì nó chỉ có hai cái dạng đồ thị của nó thôi nhé. Thế thì đầu tiên là mình sẽ vẽ tiệm cận đứng, tiệm cận ngang. Đây là trường hợp là y phải mà là lớn không, y phải mà nó nhỏ không, lớn không đồng biến, nhỏ không nghịch biến. Đồng biến thì đi lên em nhé, đồng biến đi lên thì em vẽ từ dưới này đi lên không được này, em vẽ từ từ đây đi lên là không được này. Đấy. Thì nó chỉ tiếp xúc với thằng này không tiếp xúc thằng kia. Thế thì em phải vẽ đi lên thì nó phải là ở góc phần tư thứ mấy em, đấy, thứ thứ hai đấy, và góc phần tư thứ tư nha. Đồng biến đi lên nó phải tiệm cận như này, tiệm cận nó khác tiếp xúc đúng nhá, tiếp xúc nó chạm vào, tiệm cận thì nó chỉ là tiến tới thôi. Đấy. Tiếp theo nghịch biến là lao xuống này. Đấy. Ok, đây là tiệm cận ngang, đây là tiệm cận đứng em nha. Tiệm cận đứng này, tiệm cận ngang. Em ơi, các bước hoặc là các cái dữ kiện để mình xác định là xem đấy là đồ thị của cái hàm số nào, em ghi nhé, đó là cái các bước nhận biết đồ thị hàm số nha. Các bước nhận biết đồ thị hàm số. À, các bước nhận biết đồ thị hàm số thì em có các bước sau này, em ghi bước 1. Bước 1 đó là em xét là cái hệ số A. Xét hệ số A. A mà lớn không hoặc là A nhỏ không thôi nha. Lớn không thì của bậc 3 là ngửa mặt lên dậy. Đấy, đấy khoảng bằng mặt lên trên này. Đấy. Còn nếu như mà đồ thị của hàm số 4 thì là ngửa mặt lên dậy. Bước số 2. Bước 2 đó là em xét cực trị em nhé. Bước số 3 xét cực trị xong này. Đấy, nếu chưa xong thì nếu như người ta cho cái điểm đặc biệt, em xét cái điểm đặc biệt nhé. Điểm đặc biệt thuộc đồ thị nha. Đấy, bước số 4 nha. Đó là em xét điểm uốn. Có bài phải xét điểm uốn đấy bạn. Có nghĩa là y 2 phẩy. Y 2 phẩy.
điểm thuộc đồ thị hàm số này thì em có thể mở ngoặc ra mấy cái điểm là giao với cả chủ OI. Giao OI thì suy ra hệ số tự do. Giao OI thì ra hệ số tự do. Đấy, giao OX thì ra số nghiệm nhé. Điểm muốn. Bước số 5. Đấy, là tiệm cận nếu có. Mở ngoặc ra nếu có. Thì phải xét đầu. Tiệm cận nếu có. Nhưng mà cái này là phải xét đầu. Ok nhé, thì cái nhận biết cái này thì nó rất là dễ này, thì nó sẽ mở ra mấy cái bài tập để em làm nha em nhé. Đây bạn nào chưa viết xong thì viết nốt vào đi. Đầu tiên là mình sẽ nhận biết cái đồ thị của hàm số 3 nhé. Em ơi, đồ thị hàm số 3 ví dụ như là tất nhiên là những chủ yếu là các em làm rất là ok rồi, nhưng mà thì ta sẽ làm mẫu trước mấy câu nha em nhé. Đấy, và sau đó là các em được cùng làm sau comment vào đây. Đây, hàm số này nhá. Cho bởi hàm số cho bởi cái bảng biến thiên nhá thì là cái hàm số nào? Đây này. Cái dáng của nó là đồ thị của nó là làm sao? Đấy, hoàn toàn long lăn như này. Đấy, đi lên đi xuống đi lên này. Thế thì ở đây A chắc chắn phải lớn không? Đấy, loại đáp án D. Tiếp theo nữa là nó giao nhá, đây với x bằng 0 nhá. Đấy, thì đây là hệ số tự do để giao với trục ô gì? OI. Đấy, đây là hệ số tự do này, hệ số tự do bằng bằng 2, như vậy là loại đáp án C, đáp án A. Đấy, còn C và B thôi. Ở đây nhá, em để ý là xem nó có mấy cực trị đấy. Hai cực trị như vậy là có hai nghiệm phân biệt, một nghiệm là một, nghiệm là hai, không nghiệm là hai. Đấy, nghiệm là không và nghiệm là hai. Thế thì đạo hàm bạn này ra nhé, y phải này bằng này 3x bình phương này trừ đi 6x này nó bằng 0. Đúng là nghiệm bằng 0, nghiệm bằng 2 rồi. Đó là bằng C. Không. Ok. Đấy, thì những cái câu kiểu này thì làm tí kẹo theo xong. Đây, ví dụ như câu này nhé. Đồ thị hàm số nào sau đây là có hình dạng như hình bên dưới đây. Thế thì em nhìn thấy đây là ngẩng mặt lên đây này. Lao lên, lao xuống, lao lên này. A lớn không nhé. Giao với cả trục OI nhé. X bằng 0, Y bằng 0. Như vậy hệ số tự do bằng 0. Ở đây đều hệ số tự do bằng 0 hết. Tiếp theo ở đây là có các cái điểm này, đây là điểm cực trị đây nhé, đây là điểm cực trị này này, đây là hai âm 4 này. Đấy, thì đạo hàm ra thì nó phải có nghiệm là cái gì? Không và hai nhé. Cái này đạo hàm ra thì vô nghiệm rồi này. Đấy, bạn này đạo hàm ra nhé là 3x bình này trừ đi 6x này, nghiệm không hai cái đó. Ok, cái này đạo hàm ra là nghiệm là căn ba không được, cái này âm 2 không được, không được, như vậy chọn đáp án B luôn. Đấy, dựa vào cực trị khác xong luôn. Đấy, đã làm nhanh được những câu này mà. Tiếp theo câu này này. Em nhìn nhé. Đây này, với x bằng 0 y bằng 0 này này. Đấy. X bằng 0 này y bằng một cái số này nó dương nhé. Đây là hệ số tự do này này. Đấy, đây là cái thằng D đây này. Thì rồi. Thế thì bạn này nó dương ngoài mà. Đấy. Thế nhỉ? Nào, nhìn vào cái đồ thị này hoàn toàn lòng ngoằn đi lên này. A lớn không? Em chỉ nhìn thôi, không cần phải ghi chép gì đâu mà. Đấy, A lớn không nhá. Thế thì những cái thằng A âm bỏ. Thì có mỗi bỏ cái thằng này thôi. Tiếp theo hệ số tự do D của em lớn không? Đấy, bạn hãy bỏ. Ok. Ừ. Tiếp theo nữa là em xem là nó có mấy cực trị. Hai cực trị, một cực trị là bằng không, một cực trị là dương. Đấy. Thằng này đạo hàm em thử nhìn này, đạo hàm bạn này này, 6x gì này, bình phương này cộng với 3. Rồi, thằng này luôn lớn không, làm gì có cực trị. Bỏ, như vậy chọn là B. Em đạo hàm thằng này lại nhé, thì phải là bằng 3x bình phương này trừ đi 6x này. Đấy, nghiệm mà không nghiệm là 2. Đấy, đúng thằng này rồi. Được rồi. Làm rất là nhanh luôn. Rồi, ok. Cho câu này cho các em là cho nó mấy giây? 20 giây nhé. Yeah. Câu 4 với 7, bạn đáp án gì?
Câu này phải thay điểm vào rồi em ạ. Câu này ra đáp án bao nhiêu đây, bạn nào ra rồi không? Ok, đáp án còn B à? Rồi đấy, câu này em thấy thay điểm nó khá là lâu đúng không? Rồi đứa đúng rồi đấy. Thế nha em ơi, mình nhìn này, thế thì mình có thể mình phải loại đáp án trước thì mình mới thay, không thì mất thời gian lắm. A lớn không, ở mặt đấy giờ đấy vô đối thì thằng nào cũng lớn không như thế rồi. Đấy, hệ số tự do đây là 3 rồi, thì thằng nào cũng có hệ số tự do 3. Tôi thấy mới đẻo chứ. Thế còn loại trừ được cái gì? À đây nó có hai cực trị này, một hai cực trị dương em nhé. Hai cực trị dương thì tổng dương tích dương. Đấy, tổng dương tích dương thì B với A phải trái dấu cái này. Đấy, C nó phải lớn không chứ. Thì bạn này là loại rồi này. Đấy. Còn ba bạn này thôi em ơi. Còn ba em này thôi. Đấy, bây giờ thay điểm nhá. Thay điểm vào 1 3 vào đây. Thay 1 vào đây nhá. 1 trừ 4 này cộng 3 cộng 3 này. Rồi, thằng này khác ba mất rồi, thằng này loại rồi. Tiếp thay một vào đây này, hai này trừ sáu cộng bốn bằng không này, cộng ba thế là bằng ba rồi đúng rồi. Đấy, thằng này này thay một vào này trừ năm này cộng với bốn này bằng không này, cộng ba bằng không bằng ba rồi này đúng rồi này. Tiếp theo thay hai vào thôi, thay hai vào nhá, hai ngũ ba đây là tám này, đấy tám hai vào đây là cộng tám, đấy tám tám 16 này trừ đi này, đấy hai thay ở đây là bằng bao nhiêu, hai thay ở đây là bằng 20 em nhá, trừ 20 này cộng 3 này, đấy, tổng thay âm 4 cộng 3, âm 4 cộng 3 là âm kia không được, như vậy chọn đáp án C. Đấy thì cái này em lấy máy tính em thay vào cho nó nhanh đỡ bị nhầm. Tiếp theo em ơi, câu 5, câu 5 này thì ngon hơn, không có cái điểm đặc biệt hoặc là không có điểm nằm trên đồ thị đỡ phải thay, suy luôn đồ thị là bằng mấy là đáp án gì? Ok, câu 5 là đáp án đây hả? À? Đấy nhá, đồ thị của nó là A lớn không này, A lớn không, đây là đồ thị của hàm bậc 3 rồi, thằng này vứt đi, nhỏ không vứt đi. Đấy, tiếp theo là ta có ở đây là có mấy hai cực trị, hai cực trị này hai cực trị trái dấu. Đấy. Thế thì còn hai à đây bạn này đâu có cực trị gì, đạo hàm bạn này là lớn không mà, như vậy chọn đáp án D sao. Tiếp theo câu 6. Đường cong bên dưới là của đối thế nào? Đấy, hỏi hàm số đó là thằng nào đây? Đây là lại là bậc 3 thôi mà đúng không? Câu 6 đáp án gì đây? Rồi mấy đứa này làm nhanh thế nhỉ? Đây, bậc 4 này vứt. Yeah. Cắm mặt xuống dưới đất. Thế thì rõ ràng là hệ số A của nó phải âm loài. Yeah. Ở đây có hai cực trị trái dấu. Hai cực trị trái dấu thì ở đây có ở đây có mà. Thế tuy nhiên là em thấy là tương giao với cả chỗ y x bằng 0. Thì y bằng 0. Như vậy hệ số tự do bằng 0. Đấy, thì thằng này không phải đâu. Đáp án A sao? Vẫn nha. Ok. Mấy đứa vẫn ok nhỉ? Đấy, hôm nay học lát sáng sớm ra lát hơi nhanh hơi nhiều đấy. Rồi tiếp theo câu 7 em này. Được, đây là đồ thị bàn số nào?
Ok, câu 7 mấy đứa ra đáp án A đúng rồi nhé. Đấy. Úp vật xuống dưới đất, úp vật xuống dưới đất không được. Đây là nó làm sao? Đạo hàm bạn này đã ra có nghiệm là không, có nghiệm là âm nữa cơ. Đấy. Không và âm, đúng hai đấy, không được. Tiếp theo câu 8, chọn đồ thị hàm số nào đây? Ok, đi xem nhá. Đây, A lớn không này. A lớn không. Đấy, ngửa mặt lên ra đấy vô đối. Bỏ cái này đi. Tiếp theo, đạo hàm của nó nhá. Đấy, có nghĩa là cộng trừ 1 đây này. Đấy, đạo hàm này ra luôn dương không được. Đấy, đó là bạn này. Đâu. Đấy, đạo hàm bạn này ra là 3x xì bình phương trừ đi 3 mà. Nghĩa mà cộng trừ 1 luôn. Thôi nhé. Đấy, xong cái bậc 3 nhé. Xem nào, dưới này xem có cái bậc 3 nào. À đây, mấy cái bậc 3 này vui vui đây này. Tìm dấu của nó. Câu 12. Thế tìm dấu của nó nhé. Làm mẫu cho câu này trước này em ơi. Giao đây nhé. A lớn không này. Đấy. Ngửa mặt lên nhà A lớn không nhé. Giao với cả chỗ Y nhé em nhé. Đấy. D của em phải nhỏ hơn không này. Ok. Đấy. Tiếp theo nữa là em nhìn thấy này. Khi mà đạo hàm ra nhé. Thì có phải là Y phẩy này. Bằng này. 3AX bình phương cộng với cả 2BX cộng C không? Đấy. Thế thì ở đây mình có nghiệm một nghiệm bằng không nhé. Một nghiệm bằng không thì tức là C bằng mấy em? Đấy, một một cái cực trị này với x bằng không nhé. Thì C bằng không em nhé. C của em bắt buộc phải bằng không. C bằng không. Đấy, C này bằng không này. Tiếp theo là có một nghiệm âm, một nghiệm gì? Một nghiệm bằng không thì tức là A và B này nhé. A này, A và B cái này của em này. Đấy, nó phải là cùng dấu với nhau. A, B cùng dấu. Như vậy B của em lớn không? Tại sao A, B cùng dấu? Bởi vì là sẽ có nghiệm là x bằng trừ 2B trên A. Muốn âm thì AB nó phải cùng trên trên 3. Muốn âm thì nó phải là AB cùng dấu âm nhé. Đấy, được chưa? Hoặc là em phải để ý một tí thôi. Em để ý một tí này. Thì ta có này. Tổng có hai nghiệm nhé. Tổng có hai nghiệm thì hai tổng ở đây nó phải âm nói không? Tổng có hai nghiệm âm mà. Hai cực trị. Tổng hai cực trị âm thì có nghĩa là trừ B trên A. Đấy, trừ trừ 2B trên 3A. Thì nó phải làm sao? Nó phải âm. Được chưa? Nó phải âm thì có nghĩa là AB nó cùng dấu, trừ mà trừ của bạn này trên này cùng dấu nha em nhé. Đấy, thế thì em lại để ý thêm một cái nữa, đó là đạo hàm nhé, thì nó ra ba thằng này hai thằng kia đúng không, nhưng mà quan trọng em quan trọng là dấu của AB, cho nên là em không cần phải đạo hàm thằng này ra, em để ý luôn này. À thằng này nó có hai cực trị, nó một cực trị âm nói một cực trị bằng không thì tổng của nó đã sẽ là âm, như vậy là tổng âm thì trừ b trên trên a ấy. Thì nó phải làm sao? Trừ trừ b trên a nó phải âm, như vậy là ab nó phải cùng dấu, a dương b dương đấy, làm như thế nó nhanh em ạ, hình dung thì đỡ phải đạo hàm ra cũng được. Thôi như vậy là mình chốt lại này, a lớn không đấy, c bằng không, a lớn không c bằng không, b cũng phải lớn không đấy, d thì âm lòi, như vậy chọn đáp án này ok chứ. Đấy, đáp án a nhé. Đấy, tương tự như thế em làm câu số 13. Có bị nhanh quá không nhỉ? Mấy câu này chắc là quen thuộc quá mà nhỉ? Làm những câu kiểu này thì gặp phát là chỉ xác định nó là cái câu ăn điểm, nó là câu tốc độ và rất vui khi gặp câu này. 13 ra đáp án gì đây? Mấy đứa làm nhanh thế nhỉ? Bạn bè à? Ok. Rồi. Làm nhanh nhá. Đấy, ngửa mặt lên trời A lớn không? Đấy, D ở đây này, D của em lớn không này. D lớn không này. Đấy, hạn nghiệm đây là nghiệm có nghiệm bằng không nhá, cực trị bằng không ấy. Đấy, cực trị bằng không. Hơi nhanh với em à? Ừ. Thôi thế em từ từ vậy. Có ai bị nhanh quá nhỉ? Ai bị nhanh quá comment cái một cái xem nào. Đấy, không không thì không không ngại nhá, bởi vì là sợ nhanh quá không thoát được, học cái buổi này lại thành một cái buổi thực hình. Ok. Đấy. Rồi, khá là nhiều bạn thấy nhanh quá đúng không? Rồi, đấy, thế không không ngại đâu, được nha. Nào, bây giờ từ từ nhá, mình sẽ làm từ từ cái câu này nhá. Đây, thì cái
cái dáng đồ thị đây là dáng của đồ thị hàm số bậc 3. Ok, dáng đồ thị của hàm số bậc 3. Thế thì ta có là hệ số A của em nó dương, bởi vì là cái dáng của nó là đi lên đi xuống đi lên này. Đấy, thì A lớn không nhé em nhé. Mà giao với cả trục OI, giao trục OI có nghĩa là x bằng 0. Em hiểu là thay x bằng 0 nhé, thì cả cái chỗ này này nó mất đi, thì còn mỗi hệ số D đâu. Hình chưa? Còn mỗi hệ số D như thế. Thế thì rõ ràng giao với cả trục OI thì D của em là đây, D của em lớn không? Nó nằm bên trên cái trục OX này, bên trên số 0 mà. Thì D lớn không thôi nha. Rồi, tiếp theo là bây giờ nó có hai cực trị này. Một cực trị bằng 0, một cực trị là nhỏ hơn 0. Thế thì em đạo hàm y phải này bằng 3ax bình phương này cộng với cả 2bx này cộng với cả c. Thế thì ở đây muốn có nghiệm bằng 0 em nhé. Muốn có nghiệm bằng 0 thì hệ số tự do c em phải bằng 0. Đấy, c này bắt buộc phải bằng 0 rồi. Bằng 0. Thì để mình còn 3ax bình phương cộng với cả 2bx bằng 0 thôi mà. Thì có nghĩa là ở đây hoặc x bằng 0. Đấy, đây này. Cực trị thứ nhất bằng 0 này. Cực trị thứ hai nhé, là x của em bằng đẩy 2b sang bên này là trừ 2b trên 3. Đấy. Thế thì trừ 2b trên 3 thì là cái chỗ này này. Trừ 2b trên 3a đây này. Đấy. Thì bạn này nó phải dương. Do a nó dương rồi. Mà muốn bạn này dương nữa, tức là trừ 2b nó phải dương. Trừ 2b dương tức là b của em là phải nhỏ hơn 0. Đấy. Thế bây giờ kết hợp lại nhé. Đóng khung lại những cái mình đã tìm rồi này. A đây, có rồi này. D có rồi này, C có rồi này, B có rồi này. Thu thập vào nha. A lớn không, ok. B nhỏ không, đúng rồi. Thế bỏ hai này đi, B nhỏ không đây. C bằng không, chọn đáp án B. D lớn không chưa rồi. Ok, slow motion cái chỗ này hiểu không? Nha. Tiếp nhé. Câu 14 em ơi. Câu 14 thế nhá. Câu 14 này. A lớn không này. Đúng. A lớn không này. Được chưa? Tiếp theo là D này này. Sao đây này. D lớn không này. Đấy. Có hai cực trị nhá. Có hai cực trị đây. Hai cực trị này thì hai cực trị thì có cái em nhìn nhá. Nhìn là kỹ vào đây này. Một cực trị thì âm rồi, một cực trị thì dương rồi, nhưng mà bạn này dương hơn nhé, đây này x2 dương hơn này, x1 thì âm ít hơn này. Thế thì em nhận ra được là x1 này cộng x2 thì nó luôn lớn không đấy, bởi vì x2 lớn hơn hẳn x1 âm ít tí nhé. Nhưng mà x1 nhân x2 nó lại nhỏ hơn gì, nhỏ hơn không, được chưa? Đấy. Thế thì ở đây em áp dụng vf. Thế thì áp dụng vf vào cái gì? Tạo hàm thôi. Là bằng 3ax bình phương này cộng 2bx này cộng c này, được chưa? Thế nhá. Cái tổng hai nghiệm là x1 cộng 2 là trừ b nhá. Trừ b trên trên a. Đấy, thì có phải tổng hai nghiệm không? Tức là trừ 2b trên 3a. Đấy, bạn này lớn không? Đấy, tích hai nghiệm là c trên a, c trên 3a. Bạn này phải nhỏ không? Được không? Mà a của em lớn không từ đâu, tức là trừ b của em phải phải lớn không, tức là b phải nhỏ hơn không. Đấy, b phải nhỏ hơn không nhá. Ở đây như thế này, do a lớn không, đấy, muốn nhỏ hơn không thì c phải nhỏ hơn không nhá. Đấy, a lớn không, b nhỏ hơn không, c nhỏ hơn không. A lớn không, b nhỏ hơn không, c nhỏ hơn không, d lớn không. Như vậy cho đáp án c. Ok nhé, đúng rồi các em nhé. Đấy. Thôi, next không chơi với cả cái đồ thị hàm số 3 này nữa. Em chuyển sang cái đồ thị của hàm số 4 luôn nhé. Bậc 4 và bậc nhất. Vậy, đây, đồ thị của hàm số bậc 4 đây. 3, nên nhớ đồ thị hàm số 4 này. Đấy, ngửa mặt lên trời, bạn thấy vô đối A lớn không? 3 cực trị AB trái dấu. Đây, ở đây nhé. Này là
ngửa mặt lên trời, A lớn không đây, A lớn không đây, được chưa? Đây, ở đây là AB trái số này, có nghiệm là mấy đây? Không nghiệm cộng trừ 1 em nhé. Đấy, như vậy chọn đáp án gì đây em ơi? Ok, chọn đáp án B hả? Đây, hệ số tự do là 2, đúng rồi. Đấy, đạo hàm bạn đề ra là 4x ngũ 3 trừ đi 4x gì. Thế cho bằng 0 thì nghiệm là bằng 0, nghiệm bằng 1, đúng rồi. Đấy, như vậy chọn đáp án B luôn. Xong. Câu 2 em ơi. Đây lại là bậc 4 đúng không? Đây là bậc 4. Câu 2 chọn đáp án gì đây? Câu 2 là đáp án D. Ok. Đấy, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối này. Đấy, đây là bậc 4. Thằng này bỏ, ba bỏ thì còn hai chỗ này thôi. Đấy, có ba cực trị thì AB trái dấu này. Đây là một này, D âm 3 trái dấu đi rồi, chọn đáp án D sao? Dễ không? Đừng có mà nghĩ cái gì nó băn khoăn khó khăn quá. Có ba cực trị này, AB trái dấu. Ê, đây, thằng này nó không sao. Đấy, AB của em nó cùng dấu thì nó chỉ có một cực trị. Nha. Đây, tiếp theo câu này cũng làm nhanh được câu này em nha. Để ý vào. Nhanh luôn được em. Úp mặt xuống dưới đất, ngửa mông lên trời. Câu 3 đáp án gì? Đứa B đứa C hả? Úp mặt xuống dưới đất. Để xem cả cái giá trị của nó đấy nha. 1-1 nữa đấy em ạ. Nào không ra 1-1 nữa thì chết. Ra toàn đáp án C à? Đây nha. Em ơi, do thằng này úp mặt xuống dưới đất thì A âm. Đấy, bỏ cái đáp án này đi. Thứ hai nữa là nó có hai cái cực trị. Hai cực trị thì AB trái dấu, thứ hai AB trái dấu hết. Trái dấu hết mà. Đúng không? Nhưng mà nhớ này, thay cộng trừ 1 vào thì nó ra 1 đây này. Đấy, đây nhá, ví dụ ý C nhá, vừa nãy các bạn làm ra C đúng không? Thêm 1 vào đây. Đấy, thêm 1 vào đây. Thì phải là 1 cộng 2 trừ 1 đây. Đấy, bằng 0 cơ mà. Đấy, thằng này là 1-0 mà. Đâu có phải 1-1. Đấy, thay 1 vào đây nhá. Thay 1 vào đây này. Thay 1 vào đây là mấy đây? Đấy, 1. 1 thay ở đây là mấy? Âm 2. 1 thay ở đây là 4. 1 thay ở đây là 1. 4 trừ đi 2 trừ đi 1 là bằng 1. Đấy, đây 1-1 cơ mà. Đây mới là đúng chứ, đáp án B. Thì đúng không? Nhập hàng đấy nhé, cẩn thận. Thay cả cái số này vào này. Thôi, thế nào? Thì cái này dễ. Đây, cái này. Câu 9 đấy mày. Đồ thị của hàm số này. Đấy. Câu 9 đáp án gì? Câu 9 đáp án C hả? Ok. Đấy nha em nhìn này. A lớn không? Đấy, AB trái dấu thì B phải nhón không? Đấy, giao này, hệ số tự do đây này, giao với chỗ y này, đấy, c đây này. Với x bằng 0, x bằng 0 thế ở đây thì phải y bằng c không? Hệ số tự do này, hệ số tự do lớn không? Như vậy là a lớn không, b nhỏ không và c lớn không, như vậy chọn đáp án C. Nha. Đấy, chọn đáp án C. Ok, tiếp theo câu 10 em ơi. Nhanh không ghê? Tốc độ như thế. Làm buổi sáng thì ra sáng đầu luôn, làm một phát một dãy. Câu 10 đáp án B hả? Đấy nhá, úp mặt xuống dưới đất A nhỏ hơn không, AB trái dấu B phải lớn không, đấy, giao ở dưới này là C phải nhỏ hơn không nhé. Như vậy là em chọn đáp án B là đúng rồi. Rất là nhanh. Tiếp theo câu 11 đây mày. Đây nó chỉ có một cực trị thôi. Ngửa mặt lên trời hạn đời vô đối. Chọn đáp án gì đây? Ngửa mặt lên trời đấy nha. Thật đấy. Ở đây là A lớn không đây này. Không thể nào đáp án đây được đâu.
AB ở đây cùng dấu B của em phải lớn hơn hoặc bằng nhé em nhé, phải lớn bằng không. Giao ở dưới này C phải nhọn không. Như vậy là em chọn đáp án A này là đáp án đúng nhé. Câu 12. Đâu là đồ thị của hàm số trên? Ok, rồi. Mình đưa đúng luôn nhé. Chọn. Đây, A nhỏ hơn không nhé. Đấy, hai cực trị này. Hệ số C bằng bằng 3 này. Đấy, thì thằng nào ở đây cũng có hệ số C bằng 3 rồi. Úp mặt xuống dưới đất rồi. Đây, ba cực trị này. Chỉ có thằng này thôi. Chỉ có thể là thằng C. Là bằng C. Rất là ngon luôn. Tương giao đồ thị em ơi. Tương giao đồ thị cái này rất là dễ. Tương giao đồ thị mình chỉ căng dây cái là xong. Cái này thì nó thay vì là cái bảng biến thiên mình chuyển sang cái đồ thị của hàm số thôi. Số nghiệm phương trình này bao nhiêu em này, rất dễ. Không phải muốn nghiệm đâu nhé. Đây này, fx của em này trừ 1 bằng 0, tức là fx bằng 1. Được chưa? Fx bằng 1 này thì em phải căng dây fx bằng cái thằng y bằng 1 đấy. Y bằng 1 là đường nằm ngang này, y bằng 1 này là đường nằm ngang đấy. Như vậy là các tại ba nghiệm phân biệt nha. Như vậy chọn đáp án C em ơi. Thì do ừ. Tiếp theo câu 14. Thay vì bảng đồ thị hàm số thì mình có cái bảng biến thiên. Fx bằng 1 thì có mấy nghiệm luôn em ơi. Ok, đúng rồi. Fx bằng 1 này. Thế thì đây là số 0 nhé. Đây là số 2 nhé. Thế thì 1 nó nằm giữa này này. Căn ngang sang y bằng 1 đây này. Đấy, đồ thị fx nó là bản toàn lòng hoàn thế này này. Đấy, cắt ở đâu thì đấy là nghiệm. Ở đây có 4 chỗ cắt thì là 4 nghiệm. Và đây, sao? Đây, cho đề thi hàm số này tìm tất cả các giá trị của hàm số thực m để phương trình này có đúng hai nghiệm. Phương trình này có đúng hai nghiệm không mày? Tức là fx của em bằng m cộng gì em? Cộng 1 em nha. Căn ngang bạn này ra có đúng hai nghiệm. Đáp án gì? Đứa thì B, đứa thì C. Này, thế thì ở đây này ta có là M cộng 1 nha. Đấy, cắt đúng tại chỗ này này. Đấy, tại hai cái nút ruồi ở đây này. Thì là M cộng 1 này. Đấy, bằng âm 1 thôi nha. Đấy, tức là m bằng gì em? M bằng âm 2. Đấy, đây là thằng thứ nhất. Thằng thứ hai này nó cắt hẳn bên trên này em nhé. Hẳn bên trên này, cắt hai cái nhánh ở bên này này. Đấy, thì có nghĩa là m cộng 1 của em nó phải hẳn bên trên, tức là lớn hơn hẳn không. Tức là m của em là phải lớn hẳn âm 1 đó nha. Không có bằng đâu em ạ. Nếu không có bằng thì chọn đáp án gì? Đáp án C em nhé. Đấy, chọn đáp án C cơ. Ok, đấy, căn ngang là lấy hẳn m cộng 1 căn ngang. Rồi, tiếp theo câu số 16 này. Tất cả bao nhiêu giá trị thực hàm số m để thằng này có 4 nghiệm phân biệt. Ok Đức Anh. Ủa? Đức Anh được đi đến trường học à? Đừng dịch thôi. Vẫn được đi đến trường à? À, ừ nhỉ, quên mất. Bên anh ở khu Mỹ Đức thì vẫn không có dịch mấy đâu. Ok, bye bye anh nhé. Rồi. Nào, em ơi, ở đây ta có bốn nghiệm phân biệt là fx bằng này 2018 trừ đi m em nhé. Đấy, 2018 trừ m thì căn ngang sang có bốn nghiệm phân biệt. Cắt phát ở giữa này em ạ. Đấy. Thì 2018 trừ m phải lớn hơn đấy, hẳn âm 4 và nhỏ là hẳn âm 3. Đấy, lật cái đánh đầu này em ơi. 2022 và 2021. Ok Thành Nam nhé. 2 như vậy là chọn đáp án gì? C em nhé. Đây, những cái này chỉ là những cái tương giao thôi. Đấy, cho nó bằng cho bờ cắt ra thôi chứ không có cái gì đâu nha em. Thì cái phần tương giao ở đấy thì thôi mình rất là
là dễ, không cần phải vì nhé. Đây, đường cong nhìn bên là đồ thị của cái hàm số nào? Ok mấy đứa nhé. Nào, đường cong nhìn bên là đồ thị hàm số nào nhé? Đây là hàm số bậc nhất trên bậc nhất, bậc nhất trên bậc nhất thì em dựa vào cái tiệm cận trước, tiệm cận đứng, tiệm cận ngang chứ. À đâu, đây là y phải à? Không phải em ạ. Y phải thì chéo xuống chỉ chéo lên trước nhá. AD trừ thằng này. Đấy, AD này. Đấy, trừ thằng kia đúng không? Nhưng mà hình dáng đồ thị của nó này. Đấy, lao xuống này em ơi. Đấy, lao xuống này. Lao xuống thì nó là nghịch gì em? Nghịch biến nhỉ. Như vậy là y phẩy của em ấy là nó nhỏ hơn không? Đấy, và nó phải khác nè, tiệm cận đứng này. X phải khác 2. X phải khác 2. Y phải nhỏ hơn không? Như vậy chọn đáp án B. Đáp án B là đáp án đúng rồi nhé các em nhé. Tiếp theo câu số 20. Đây, bây giờ người ta mới hỏi là đồ thị của hàm số nào đây. Xem tiệm cận, đoán luôn hàm số luôn nhé. Đây, tiệm cận đứng này, âm 1 phần 2. Tiệm cận ngang là 1 phần 2. Đáp án gì không em ơi? Hình dáng đồ thị là lao lên này, lao lên này, nó biến. Ok, rất nhiều đáp án D. Về xem nhá. Đấy. Tiệm cận đứng này, âm 1 phần 2. Rồi thằng nào âm 1 phần 2. Tiệm cận ngang là 1 phần 2. Ôi thằng nào âm 1 phần 2. Chứ nào chứ. Thì bây giờ xem đồng biến, nghịch biến như nào nhé. Đấy, chéo xuống chéo lên này. Chéo xuống là 1 trừ đi 2 nghịch biến không được. Nó đồng biến cơ mà. Chéo xuống trừ nhau lên. 1 trừ đi 6 không được. Đồng biến mà. Chéo xuống chéo lên. Đấy, thằng này là 1 này. 1 này. Đấy, lớn không được này. Đấy, bạn này chéo xuống trừ chéo lên. Chéo xuống là mấy? 1 này. Chéo xuống là 1 nhá. Đấy, trừ chéo lên đi là trừ đi trừ 2 là 3 nhá. Thế đồng biến, hai bạn này đều đồng biến. Ok được. Bây giờ lại tiếp tục xem nhé. Xem là tương giao. Đấy, cái chỗ tương giao này. Đấy, với x bằng 0 thì y bằng 0. X bằng 0 y bằng 0. Đấy, thì ở đây thì ta có chọn được đáp án gì em? Đáp án C em nhé. Ở đây x bằng 0 y bằng đấy, âm đây, theo đây này, âm 1 trên 1 này. Thì âm 1 luôn nhé. Đấy, em thấy không? Hai tiệm cận này. Đấy, đồng biến nghịch biến này, tương giao ở đây này. Nhá. Đấy, hệ số tự do này. Hệ số trên này có 0. Rồi, tiếp theo câu số 21. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của số nào trong bốn sao? Ok. Mình đứa nhé. Đây, thì ta có này. Ta có cực trị à sorry, tiệm cận đứng này, x bằng âm 1, tiệm cận ngang là y bằng âm 2. Đáp án gì đây? C à? B. C B. Rất nhiều B. Ok. Ok. Nam Ngọc. Rồi. Rồi, em có nhá. Tiệm cận đứng này. Nên nhớ nhớ này, tiệm cận đứng ở đây mà. Tiệm cận đứng ở đây không C rồi nhá. Tiệm cận đứng ở đây là âm 1 cơ mà. Đây là âm 2 cũng được. Đấy, chắc chắn phải loại C đầu tiên. Thử xem nhá. Tiệm cận ngang này. Tiệm cận ngang nhá, tiệm cận ngang của nó là âm 2. Tiệm cận ngang là âm 2 thì loại A rồi. Đấy, loại này này, chọn đáp án B sao? Ok, cũng ra. Rồi, tiếp theo nhá, câu số 20 đó là cho cái trong bốn cái hàm số được cái kia dưới đây, hàm số nào là có bằng mấy tiên như này. Em ơi, đây là tiệm cận gì? Đứng. Đấy, âm 1 đây là tiệm cận gì? Ngang. Chọn đáp án đi em ơi, đồng biến cho em nhá. Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đều là âm 1 hết. Đấy, thì đây không phải rồi này. Ở mỗi hai bạn này thôi. Đáp án gì đây? Đáp án B hả? Đồng biến vì chéo xuống chéo lên nó dương, chéo xuống là âm 1 trừ chéo lên là cộng 2 là 1 dương rồi. Chéo xuống chéo lên thì là âm 1 trừ đi 2 thì là trừ 3 được. Đấy, như vậy chọn đáp án B là đúng không? Ok nhé. Đấy là cái phần đồ thị hàm số này, rất nhiều những câu khác nữa. Nhưng chưa xong ở đấy. Chúng ta còn cái phần tiếp theo nữa cơ em ạ. Xong đồ thị hàm số nhá.
Đó là tiếp theo nữa là em ghi sang cái phần tiếp theo, đó là phần là 6 nhỏ. 6 nhỏ đó là suy đồ thị. Suy đồ thị. Suy đồ thị thì chủ yếu là mình sẽ có bốn bốn cái thể loại suy thôi em nhé. Nghĩa là người ta cho hàm số y bằng fx nha. Có đồ thị là C. Đồ thị là C. Thì mình sẽ có bốn cái nốt ruồi sau để suy đây. Nốt ruồi thứ nhất là f của chỉ x. F của chỉ x. Chỉ tuyệt đối của x thì em hiểu là x âm hay x dương thì nó giống nhau. Như vậy là đồ thị của nó là đối xứng từ phần dương sang phần âm em nhé. Đấy. Xóa phần phần đồ thị bên trái ô y yeah. Sau đó đối xứng phần đồ thị là từ phải qua trái em nha. Đấy, ví dụ như là cái đồ thị của hàm số bậc 2 cho nó dễ vậy. Em vẽ cái đồ thị hàm số bậc 2 như này. Đấy, ban đầu nó như này nha em nha. Thì là xóa cái phần bên bên âm này này. Bên OI bên trái này này. Đấy, lật từ phải qua trái. Em hiểu là trị tuyệt đối của x thì ấp x âm thì nó cũng giống x dương mà. X âm giống x dương thì đồ thị của bên âm cũng phải giống đồ thị bên dương. Đấy, cho nên phải lật từ bên dương này sang bên âm. Hiểu không? Đấy. Tiếp theo đó là f của x nhưng mà lấy trị tuyệt đối ở bên ngoài cơ. Thì em hiểu đây là y âm. Đấy, nó sẽ phải giống y dương. Đấy. Y âm nó phải lật lên trên một thằng dương nhé. Thế thì lật nha. Lật đồ thị dưới khối lên trên. Đấy, rồi xóa dưới. Này, cứ cho bậc 2 cho nó dễ em nhé. Đấy. Thế thì lật từ dưới lên trên này. Nó xóa cái thằng dưới đi. Đấy, đây là y bằng trị. À, sorry, y bằng trị tuyệt đối của f. Nốt ruồi thứ ba. Tịnh tiến em nhé. F của x cộng thêm a cộng trừ đi em nhé. Tất nhiên là ở đây thôi cứ cho a lớn không, với a lớn không em có là tịnh tiến nhé. Cộng thì lại là lùi đấy, trừ thì là tiến em nhé. Cộng đấy là lùi a đơn vị đấy, trừ thì là tiến về phía trước ấy, a đơn vị. Nên cái này nó hơi ngược đời một tí em nhé. Cộng thì đã lùi, trừ thì đã là tiến. Thế mới đảo. Nốt ruồi thứ tư là f của xì nhưng mà cộng trừ b ở bên ngoài này cơ. Tất nhiên là b của em phải lớn không nhé. Cộng thì là lên trên, trừ thì là xuống dưới. Cộng là tịnh tiến lên trên. B đơn vị. Trừ thì là xuống dưới nha. Trừ này thì là xuống. B đơn vị. Đây, mình có thể tham khảo cái đồ thị của các bạn này. Ví dụ đây là một cái hàm hàm số ban đầu nhé. Đấy, đây là mình chuyển thành cái hàm số. Đây là f của xì trừ a nhé. Thì là tiến a đơn vị em ạ. Đang là cái hàm fx như này.
thì biến thành f của x gì này, biến thành f của x gì này là cộng thêm ba ở bên ngoài nhé, cộng thêm b ở bên ngoài nhé em nhé. Từ dưới này lên trên em nhé. Đấy, đấy thì là đây là cái phần suy đồ thị em ạ. Đây, xin mời suy đồ thị em ơi. Suy đồ thị nhé. Đây là cái hàm số ban đầu này. Đấy, nó cộng thêm một nhé. Cộng thêm một nó đẩy lên trên. Nhưng mà cộng bên ngoài mà, nó đẩy lên trên một đơn vị này. Em ơi, đang là âm 1 đẩy lên trên thì có phải là cái điểm này nó sát vào đây không? Thế cái điểm sát vào đây thì có mỗi đồ thị này thôi. Đó là B. Có hiểu không? Nhanh nhanh nhé. Đấy. Tiếp theo là để suy đồ thị này, người ta định kiến như nào? Nhìn nhá. Xem người ta định kiến như nào nào. F của x trừ 2 có nghĩa là định kiến về phía trước em nhé. Bỏ lên trên ba đơn vị, vừa phía trước vừa lên trên, như vậy định kiến theo vectơ 2 3 được chưa? Như vậy cho đáp án A. Có hình dung ra không em? Đấy. Tiếp theo này. Câu số 3 nhé em nhé. Đồ thị hàm số này là đồ thị hàm số nào sau đây? Đấy, ban đầu là cái hình này. Đấy, sau đó là cái hình này. Được. Thế thì cái hình này nó đối xứng ở hai bên này. Đối xứng ở hai bên như này thì có nghĩa là x của em là đối xứng. Được chưa? Đấy. Có nghĩa là x âm, x dương giống nhau. Tức là trị tuyệt đối của x. Có hiểu không? Trị tuyệt đối của x. Như vậy là em phải chọn đáp án là chị này. Ô, cái này không có chị à? Ừ. Sao giờ nhỉ, không có chị thì làm sao đúng, anh nghĩ phải là chị của x mũ 3 này, chị của thằng này chứ, chị thằng này chứ. Thế nhưng mà em để ý đây là bình gì, bình phương đấy nha, bình phương. Như vậy là chị hay không chị thì nó vẫn thế. Chọn đáp án A. À, câu số 4 em ơi, đồ thị bạn này là đồ thị của thằng nào? Ban đầu của nó, em nhìn thấy ban đầu của nó đây không? Đưa 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 đấy, xong bộ chỗ này liền này. Nhưng bây giờ là lật từ bên bên phải qua trái này. Như vậy là đáp án gì đây nhỉ? Đồ thị hàm số nào đây? Lật từ phải qua trái thì cái phần x âm và x dương nó giống nhau, như vậy là trị tuyệt đối của x thôi, được chưa? Trị tuyệt đối của x thì không thể chọn đáp án D đâu nha, nhầm hàng đấy. Đấy, chỉ còn mỗi là đây, thằng này cũng không phải này, mỗi b và c thôi. Thì đây là đồ thị của hàm số nào mà nó có ba trị như này? Thì ở đây là nếu như mà y bằng x mũ 3 cộng với cả 3x nhé, thì thằng này nó không có trị. Đạo hàm nó không có trị. Được chưa? Như vậy đáp án C không được, nó phải có hai cực trị như này cơ. Chọn đáp án B em nhé. Đây này, thằng này có hai cực trị này. Tiếp theo nha, câu số 5. Rồi, nhìn chung hoàn toàn là ngoằn này nhưng mà lại dễ. Đồ thị này được suy ra từ đồ thị của hàm số. Thì suy ra là như thế nào? Số 5 đáp án gì? Nhìn phát biết luôn là đáp án gì nhỉ? Rồi. Đáp án gì đây? Em mới đèo chứ. Lật từ dưới lên trên thì phải là f của x lấy chị như này chứ. F của x lý trị này. Trời, không có đáp án đâu ạ. Thế mới đau gì cao. Đứa thì B, đứa thì C. À, thì xin chia buồn với đứa nhé. Câu này là đáp án B. Đáp án B. Nguyên nhân tại sao em ơi? Nguyên nhân em hiểu nó như này nhé. Em ơi, cộng K hay là trừ K hay là cái gì? Này, cứ cộng K ở trong đây nhé. Em hiểu là nó sẽ tiến hoặc lùi em nhé. Tiến cái đồ thị này hoặc là lùi cái đồ thị này, được chưa? Thế nhưng mà bản chất cái đồ thị này nó vẫn là hoàn toàn lòng ngoằn như này, được chưa? Vẫn hoàn toàn lòng ngoằn như này. Đấy, sau bờ lấy trị tuyệt đối bên ngoài thì phải lật từ dưới lên trên không? Lật từ dưới lên trên này không em? Đấy, như vậy là cộng k hay trừ k ở đây không quan trọng, bởi vì nó đâu có vẽ cái thêm cái đồ thị, đâu có cái hệ trục cao độ của OI này ở đây nữa đâu, đúng không? Thế thì ở đây vị trí của cái đồ thị này nhé, nó chỉ là
trượt sang bên phải hoặc là trượt sang bên trái, trượt đi nhưng mà lật ở từ dưới lên trên thì lấy chị ở bên ngoài này, thế là đủ nhé. Thế cộng ca thoải mái nhé. Ok. Đấy. Đồ thị kia cao hơn một chút, Tịnh Tiến lên trên à, Tịnh Tiến lên trên á, đâu có cái thằng này, đâu có Tịnh Tiến lên trên à, thằng này cao hơn một chút à. Thằng này cao hơn một chút nhỉ. Ừ nhỉ, thằng này đáng nhẽ phải lùn hơn chứ. Thế là đáp án B lại là đáp án sai. Đáp án B là đáp án sai các bạn. Thế mới đảo gì cầu gì. Phải chọn đáp án C. Đấy. Mấy đứa tỉnh táo đấy. Được. Em ơi, em phải để ý một tí nữa này. Đây nhá. Rõ ràng là cái em nhìn thấy cái chiều cao của bạn này đúng không? Thằng này nó đang là 2. Thằng này chiều cao thằng này nó là 3. Đây này. Kéo xuống đây là âm 3 mà. Thì rõ ràng là cái quả đồi này này. Em nhìn cái quả đồi này nhé. Quả đồi này nó phải cao hơn quả đồi này nếu mà lật lên chứ. Đấy, cao hơn quả đồi này lật lên. Thế nhưng mà ở cái đồ thị này nó lật lên thì quả đồi này lại hơn cái quả đồi này. Ô thế nào? Thế thì rõ ràng là khi mà mình lật lên nhé thì mình sẽ phải đẩy cái đồ thị này lên trên một tí, chưa? Để cho cái quả đồi này nó cao hơn hẳn. Đấy, quả đồi nó thấp hơn, chưa? Đấy, thế thì mới được cơ. Đấy, thì chỉ có mỗi bạn này đẩy lên trên một tí thôi. Như vậy là chọn đáp án là C mới là bạn đúng nha. Được, được đấy. Cứ tưởng là chọn B. Ok, hiểu không? Cái câu đấy là câu rất là đẻo đấy. Cái câu ý C này, tiếp theo câu 6 em nha. Cho hàm số fx có bảng mấy phân như sau. Đồ à, số nghiệm của phương trình này. Số nghiệm phương trình này là fx lấy trị tuyệt đối trừ đi 2 bằng 0. Nhớ trị tuyệt đối nhé, 2 bằng 0. Trị tuyệt đối ở bên ngoài này thì làm sao? Cái đồ thị của hàm số mà ở bên dưới thì nó sẽ lật ngược lên trên. Được. Bên dưới lật ngược lên trên nhé. Thì có mỗi cái thằng âm vô cùng này là lật lên trên thôi. Thì cái chỗ này là số 0 nhé. Đấy. Mà bằng 2 em ạ. Đây bằng 2 đây này. Âm 2 chuyển sang kia bằng 2. Đấy. 2 cắt ngang sang. Đây là 2. Đấy. Cắt đây một nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm. Thì vẫn chọn là này. À. Ok nhé. Thôi nhưng mà còn nhiều cái câu nữa. Nhưng mà bây giờ hết giờ mất lố mất mấy phút rồi. Thì mấy đứa hôm nay mình chỉ học đến đây thôi em nhé. Đấy, hôm nay mình học cái phần đồ thị hàm số, suy đồ thị. Đấy, đây là cái phần cuối cùng rồi nhé. Trong đây còn rất nhiều cái bài hay ho, phần hàm hợp nữa. Thì đến đây là dừng lại rồi. Buổi sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần mũ này, cái phần logarit. Sau đó là mình sẽ học sang cái phần tích phân với em nhé, nguyên hàm tích phân. Ok, bye bye mấy đứa nhé. Năm gặp lại nhé, bye bye. Chào thầy ạ. Em đây Chào thầy 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 ạ. Chào thầy 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 này em chào em anh. nghe. Chào anh.